Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chạy bộ đang là một trong những bộ môn thể thao quốc dân được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Tuy nhiên, việc hiểu rõ về tình trạng sức khỏe, cơ thể của bản thân khi tham gia tập luyện bộ môn thể thao thiên về sức bền này thì là điều mà nhiều người chưa thực sự chú ý đến. Trong bối cảnh gần đây thì đã xảy ra nhiều tai nạn không đáng có liên quan đến chạy bộ, từ những chấn thương phần mềm, choáng váng, ngất xỉu hay thậm chí là tử vong. Có tiền sử khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nhưng khi tham gia một giải chạy phong trào ở Hà Nội vào cuối tháng 10 vừa qua, anh NMH bỗng cảm thấy chóng mặt, choáng váng và ngất xỉu. Ngay lúc đó, anh Hát được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện gần điểm chạy, sau đó được chuyển tới bệnh viện E. Đây là một bạn cũng rất là chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Hàng ngày bạn vẫn đang thói quen bạn chạy từ 5 đến 7 cây số. Tuy nhiên thì khi vào với chúng tôi là khi mà khai thác lại bệnh sử thì bệnh nhân này là tham gia giải chạy của cơ quan. Và lúc đó trước đó bệnh nhân có mấy ngày trước đó bệnh nhân có bị ho sốt và bệnh nhân có mất nước một chút. Thế khi đó thì đáng nhẽ với cái thể lực như vậy thì nếu bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh thì anh ấy có thể chạy để tham gia với cái giải chạy là hoàn toàn tốt. Tuy nhiên vì cái giải chạy phong trào anh cố gắng và lúc đó với cơ thể của anh là đó, lúc đó đã bị suy nhược nên là mất nước, anh đã gắng sức anh chạy và chưa chạy đủ với cái cường độ bình thường anh vẫn chạy. Nhưng vì cơ thể của anh có cái tình trạng ốm trước đó nên là anh đã bị mới chạy được khoảng cỡ 2 vòng của quanh cái bờ hồ thì anh đã bị gục xuống và ngất xỉu đi. Và rất may mắn đây là một bệnh nhân mà đã vào cấp cứu kịp thời, tại vì bệnh nhân tham gia một giải chạy cũng ở gần bệnh viện E chúng tôi và chúng tôi cho xuất viện sau 5 ngày điều trị. Các cơ sở y tế cho biết gần đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp các vận động viên chạy bộ phong trào sau khi vận động gắng sức phải vào cấp cứu trong tình trạng gặp phải hội chứng tiêu cơ vân cấp, suy thận, nhiều trường hợp còn phải lọc máu. Tuy nhiên, có những trường hợp lại không may mắn như anh NMH. Cách đây chừng nửa tháng thì có một cái trường hợp bị tai nạn ở đây mà mình hôm đấy thì mình không chạy nhưng mà có nghe là như bạn không qua khỏi. Thế thì nguyên nhân thì sau này nghe đài báo, nghe thông tin trên truyền hình thì nói rằng là bạn ấy bị đột quỵ. Vừa hôm trước thì mình cũng có chạy ở Tràng An thì cũng có một anh pacer là có nghĩa là lúc đó là cũng chạy ở tốc độ rất là cao và cái cộng hưởng với cả cái thời tiết nữa nên là khi một anh đồng đội ở bên cạnh thì anh ý kiểu chỉ vô tình thôi ấy cái nước lớp lạnh vào anh ý thế là kiểu cái cơ thể nó thích ứng nó phản ứng nó rất là mạnh thì là anh ý bị ngất. Trong một giải chạy marathon tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019, một nam vận động viên 23 tuổi đang trong cung đường chạy cự ly 42 km thì đã có dấu hiệu ngã gục và rơi vào tình trạng ngừng tim. Dù đã được đội ngũ y tế khi đó tiến hành hồi sức cấp cứu, tuy nhiên người này cũng không qua khỏi. Tháng 11 năm 2022, một nam sinh lớp 12 ở Bình Định, thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy, đã đột tử khi tham gia chạy cự ly 200m tại trường. Thường đa phần đột quỵ thì đây có hai vấn đề hay gặp nhiều nhất, đó là đột quỵ tim mạch và đột quỵ não. Thì đến 80% những cái trường hợp mà đột quỵ đa phần là do tim mạch. Đấy, thì những cái đấy thì nó gặp vào những cái đối tượng nào? Một là có sự chuẩn bị thể chất không đầy đủ. Thứ hai là không có sự sàng lọc trước. Thứ ba là những người tập luyện theo phong trào mà không có một cái kế hoạch tập luyện nó phù hợp. Thế thì việc tập luyện mà nó không đúng cái nguyên tắc tập luyện thì hoàn toàn có thể dẫn đến những cái tổn thương rất là nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến chạy bộ thời gian qua đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc liệu những người tham gia chạy bộ đã thực sự hiểu hết về cơ thể của mình, cũng như liệu đã có chiến lược tập luyện rõ ràng trước khi tham gia tập luyện bộ môn này hay chưa. Để tìm hiểu, giải quyết những vấn đề về sức khỏe, chấn thương khi chạy bộ, nhiều người thay vì đến bác sĩ hay cơ sở y tế thì lại chọn cách lên các trang, nhóm trên mạng xã hội liên quan đến chạy bộ để nhờ tư vấn. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Theo tôi thì nếu mà các trang nhóm đó mà có các sự tư vấn của các chuyên gia về thể lực và có kinh nghiệm, thứ hai là các bác sĩ mà có kinh nghiệm nữa và đặc biệt là những bác sĩ mà về cơ xương khớp và những bác sĩ làm về y học thể thao chẳng hạn, thì tôi nghĩ là hoàn toàn đáng tin cậy, bệnh nhân có thể tham khảo, người bệnh, người tập có thể tham khảo. Còn nếu khi gặp những cái bất thường thì tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế mà có một chuyên ngành y học thể thao thì có những cái sự tư vấn nó đầy đủ hơn. Theo chúng tôi, những nhà chuyên môn, và khi mà chúng tôi đã phải cấp cứu rất nhiều các trường hợp
mà nhận được cái tư vấn sai hoặc là cái cách tập luyện thể dục hoặc là cái việc vận động quá sức bị xảy ra những tai biến, thì chúng tôi nhận thấy rằng những cái trường hợp mà liên quan đến những cái biến cố xảy ra khi tập thể dục thể thao gắng sức hoặc những cái sang chấn nhỏ khi xảy ra khi liên quan đến những cái hoạt động thể dục thể thao thì đã có những lời khuyên, một số lời khuyên tôi cũng không phản bác hết toàn bộ, nhưng có những lời khuyên chưa thực sự đúng với lĩnh vực chuyên môn. Chính vì vậy là khi với tư cách là những nhà làm chuyên môn, những nhà làm trong công việc ngành y tế, thì chúng tôi khuyến cáo tất cả các bạn khi mà tập vận động thể lực, khi mà xảy ra bất cứ vấn đề gì thì hãy lên hỏi ý kiến của những chuyên gia, những người làm trong lĩnh vực chuyên khoa y tế chúng tôi để ra được cái lời khuyên đúng đắn nhất để tránh xảy ra những cái tình huống biến cố đáng tiếc xảy ra. Người tập tốt nhất là phải có cái sự khám sức khỏe tổng quát ban đầu, thậm chí có thể khám chuyên sâu. Để một là gì? Loại trừ những bệnh lý tiềm tàng. Ví dụ như những cái bệnh lý tim mạch tiềm tàng mà bình thường không xuất hiện nhưng khi mà hoạt động thể lực có thể xuất hiện. Cái đột quỵ đa phần xuất hiện trong những trường hợp như thế. Cái thứ hai, với nguyên tắc tập luyện thứ hai nữa là gì? Một cái tính tuần tự tăng tiến, và cái đấy vô cùng quan trọng. Người tập nhiều khi là mong muốn là mình có được một cái thành tích hoặc có một cái sự cải thiện một cách rõ rệt và nhanh chóng nhất. Thế đôi khi là sẽ bỏ qua những cái việc mà tập luyện một cách có nguyên tắc, là tính tuần tự tăng tiến. Làm sao ạ? Chúng ta sẽ phải tập từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều. Cái khối lượng cường độ nó phải thích nghi với từng giai đoạn một. Cái thứ ba đó là tập một cách có hệ thống. Tại sao lại có hệ thống? Bởi vì sao? Khi đã tập phong trào thì rất nhiều người hôm nay rất hăng hái, rất hào hứng, rất hưng phấn, nhưng ngày mai có thể có một việc gì đó, hoặc là ngày mai mệt một chút là có thể là sẵn sàng bỏ không tập nữa. Thế thì cứ nhát gừng, hôm nay tập, ngày mai tập, ngày mai không tập, ngày kia lại tập gì đó, không bao giờ có một cái kết quả tốt được cả. Vì cái tính hệ thống đó nó là cái nguyên tắc về học về trong tập luyện thể thao. Cái thứ tư là trong quá trình tập luyện phải đảm bảo các cái yếu tố. Một là gì? Một là đảm bảo cái thời điểm tập luyện thế nào cho nó phù hợp trong ngày. Trong quá trình tập luyện và trước khi tập luyện, nước uống đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không phù hợp, nắng nóng, độ ẩm tăng cao chẳng hạn, chúng ta mất mồ hôi rất là nhiều. Thế thì chúng ta đảm bảo bù nước trước khi tập, chứ không cứ là khi nào khát mới tập. Trang phục tập luyện cũng đóng vai trò rất là quan trọng, giày dép quần áo nó có phù hợp hay không. Nhiều người tập một cách rất xòe xòe, chúng ta có thể mặc bộ quần đùi, đi một cái đôi giày bata đi tập chạy, rõ ràng là sẽ không thể phù hợp được. Chúng ta phải có giày chạy đàng hoàng, chúng ta phải có quần áo phù hợp. Chẳng hạn sáng sớm thì quần áo phải giữ được ấm trước trong lúc bắt đầu tập. Một vấn đề nữa là gì? Cái vấn đề khởi động trước khi tập, rất nhiều người bỏ qua giai đoạn này. Một vấn đề lưu ý thêm nữa là tự lắng nghe cơ thể của mình, xem là trong quá trình tập luyện đó thấy cái gì bất thường thì chúng ta phải lưu ý. Hy vọng quý vị và các bạn, đặc biệt là đối với những người mới tham gia tập luyện bộ môn chạy bộ, sẽ coi phóng sự vừa rồi của chúng tôi như một tiếng chuông báo thức để có thể vạch ra cho bản thân kế hoạch tập luyện cụ thể, cũng như tìm hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân trước khi xỏ giày vào chạy. Và khi đã sẵn sàng, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng chúng tôi chạy thôi. Let's go!